Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hết biệt tự tiền tỷ, Hà Trí Quang còn mua xe tặng nóc nhà. Hà Trí Quang Thanh Đoàn là cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau những đoàn đoán cả hai nhân vật đang quen nhau, thì cách đây không lâu, nam diễn viên rau muốn tháng 9 cũng đã xác nhận cả hai đang bên nhau đúng như những gì mọi người nghĩ, đặc biệt còn muốn tổ chức hôn lễ. Mới đây, trên trang cá nhân của Hà Trí Quang vừa chia sẻ hình ảnh đưa Thanh Đoàn đi mua sới hộp mới. Được biết, nam diễn viên đang chiều theo sở thích của nốt nhà. Hà Trí Quang cho biết có ai như cậu út của tôi không, đòi mua chiếc xe 7 chỗ, sáng giận đi mua liền mà xe phải đặt. Tới tháng 9 mới có xe mà cậu Úc thì muốn xe có liền, giờ đang giận kia phải làm sao, phải làm sao. Dù nam diễn viên đã chốt đơn chiếc xe tiền tỷ nhưng do phải chờ đợi nên Thanh Đoàn chưa được hài lòng. Thanh Đoàn giận giỏi không thèm nhìn người yêu, nam diễn viên đã sở hữu chiếc xe tiền tỷ trước đó. Khi bị nóc nhà giận giỏi, Hà Trí Quang không biết phải làm sao để dỗ danh. Khoảnh khắc thanh đoàn không thèm gặp mặt nam diễn viên khiến ai cũng bật cười. Có thể nói đây là cặp đôi ngọt ngào nhất hiện tại khi không tiếc những món quà đặc biệt dành cho nhau. Hà Trí Quang thậm chí còn xây dựng biệt thự rộng lớn ở Đồng Tháp để ở chung với Thanh Đoàn. Trong ngày sinh nhật, cặp đôi đã dành nhiều thời gian cho nhau cũng như những lời chúc không thể ngọt ngào hơn. Cặp đôi cập nhật đời sống thường nhật khi ai cũng ngang tị Ngoài ra, Hà Triết Quang và Thanh Đoàn cũng có ý định cưới. Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ thật đặc biệt. Quyết định táo bạo nhất là có con chung vào cuối năm 2022. Tình cảm của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn được thể hiện qua những cử chỉ hành động ngọt ngào dành cho nhau. Bên cạnh đó, không thể thiếu những món quà đắt tiền. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo